Phận bồ từ vạn chữ tòng, đổi thay nhạn yến đã hồng đầy niên. Tin nhà ngày một vắng tin, mặn tình cát lũy, nhạt tình tào khang. Nghĩ ra thật cũng nên giường, tâm hơi ai dễ giữ dàng cho ta. Trộm nghe kẻ lớn trong nhà, ở thì vào khuôn phép, nói thì ra mối giường. E thay những dạ phi thường, khó dò rốn bể khôn lường đáy sông. Mà ta thì suốt một năm dòng, thế nào cũng chẳng giấu xong được nào. Bấy chày chưa tỏ tiêu hao, hoặc là trong có làm sao chăng là. Xin chàng kiếp liệu lại nhà, trước thì người đẹp ý, sau ta biết tình. Đó. Một lần nữa, cô Nguyễn Du cho thấy là Kiều hết sức khéo léo trong cái có thể nói là lối ăn nết ở của mình. Ở đoạn video trước thì tôi đã nói là đó, cái anh chàng thúc sinh đó, thì hắn ham chơi như vậy, vớ được cái mối mới thì lại đâm ra nới cái bà vợ cũ. Đó. Cho nên hắn mới dây dưa hoài tới cả hàng một năm sau. À, lúc đó thì Kiều với là lên tiếng nhắc nhở như đã có cái câu tôi mới đọc là đã hồng đầy niên không? Phận bồ từ vẹn chữ tòng, đổi thay nhạn yến đã hồng đầy niên. Đầy niên tức là một năm. Thì đến một năm sau thì lúc đó do Kiều nhắc nhở thì hắn ta mới có ý định là quay lại thăm Hoạn Thư. Thì chẳng qua tôi muốn đọc đoạn này là cho thấy là cái hoàn cảnh của Kiều lúc đó như thế nào. Và cũng cho thấy là gì? Nàng hết sức là khéo léo, biết ăn biết ở và đã lường trước là có thể có những cái chuyện mà nó không hay nó xảy ra chăng. Đó là qua những cái câu vừa rồi cũng cho thấy là nàng đã có thể nó tính hết mọi đường rồi. Nhưng mà anh chàng thúc sinh này thì có lẽ là vì quá mải chơi cho nên không để ý tới. Nhưng mà cuối cùng thì thúc sinh cũng đã nghe cái lời khuyên của Kiều. Và cái đoạn sau nó như thế này. Nghe lời khuyên nhủ thong dong, đành lòng sinh mới quyết lòng hồi trang. Đó. Sáng ra gửi đến xuân đường, thúc ông cũng vội dục nàng ninh ra, tiễn đưa một chén quan hà, xuân đình thoát đã dạo ra cao đình. Sông Tần một dải xanh xanh, loi thoi bờ liễu mấy cành dương quan. Cầm tay dài ngắn thở than, chia phôi ngừng chén, hợp tan nghẹn lời. Nàng rằng non nước xa khơi, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm. Đó, một lần nữa Thúy Kiều vẫn nhận mình là cái thế ngoài không, còn Hoạn Thư là thế trong. Đó, khuyên thúc sinh là làm sao mà ở bên trong nó ấm đó, thì bên ngoài giữa Kiều và thúc sinh nó mới êm được. Đó, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm, dễ lòa yếm thắm chôn kim, làm chi bịt mắt bắt chim khó lòng. Đôi ta chút nghĩa đèo bồng, về nhà trước liệu nói sòng cho minh. Dù khi sóng gió bất bình, lớn thì ra uy lớn, tôi đành phận tôi, hơn điều giấu ngược giấu xuôi. Tôi đành phận tôi lại một lần nữa, Thúy Kiều lại một lần nữa nhấn mạnh với thúc sinh là tôi đã cam phận làm vợ bé, thì tôi chấp nhận, tôi đành phận tôi. Hơn điều giấu ngược giấu xuôi, lại mang những việc tày trời đến sau. Thương nhau thì xin nhớ lời nhau, năm chày cũng chẳng đi đâu mà chày. Chén đưa nhớ bữa hôm nay, chén mừng xin đợi ngày dày năm sau. Người lên ngựa, kẻ chia bào, vườn phong thu đã nhuốm màu quan san. Dặm hồng bụi cuốn trinh an, trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh. Người về thì chiếc bóng năm canh, kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi. Vầng trăng ai xả làm đôi, nửa thì in gối chiếc, nửa thì soi dặm trường. Đó, đây là một cái hình ảnh hết sức là đẹp không? Hết sức là đẹp.
chia tay có thể nói là chia phôi ngừng chén, hợp tan nghẹn lời, đau buồn đến mức độ đó. Nhưng mà sau đó thì đó, cô Nguyễn Du đã tả cái cảnh có thể nói là hai người thương nhớ nhau sau khi chia tay hết sức là đẹp. Vầng trăng ai sẽ làm đôi, nửa thì in gối chiếc, nửa thì soi dặm trường. Một lần nữa cho chúng ta thấy là xuyên suốt nguyên một cái trường thi đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du thì chúng ta thấy là có quá nhiều hình ảnh trăng, mà trăng rất là đẹp, đặc biệt trong cái câu vừa rồi là trăng hết sức là đẹp. Và đến mức độ mà Trần Trọng Kim là phải ép cho Phạm Duy đếm bằng được bao nhiêu lần trong Kiều đó, là cụ Phạm Duy nhắc đến cái vầng trăng. Vầng trăng thì hiển nhiên là trong đó có cái chỗ khác nói đến trăng, nhưng mà có cái từ khác như là chẳng hạn như là Nguyệt hay là ông Tơ bà Nguyệt. Tất cả mọi thứ đó đó gom hết lại đếm cho bằng được là bao nhiêu lần cụ Nguyễn Du đã nhắc tới trăng trong trong Kiều không. Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường. Thì đó là kể lại cái khi mà hai người chia tay nhau. Còn để mà quay lại hoạn thư, game như thế nào. Bước đầu tiên thì cụ Nguyễn Du có thể nói là trước hết đó, là muốn diễn tả từng ly từng tí một, là bắt đầu ngay từ những người hầu trong nhà, để cho thấy là hoạn thư có thể nói là ghen một cách thâm thúy, và có thể nói là thâm hiểm nhưng mà là thâm thúy nữa. Và có thể nói là cái sự thâm hiểm đó nó thể hiện ngay qua cái cách mà hoạn thư đã phạt những người hầu trong trong gia cảnh của hoạn thư như thế nào. Thì đây là một trong những cái đoạn mà nói lên vấn đề đó. Tuần sau bỗng có hai người mách tin ý cúng liệu bài tân công. Tiểu thư nổi giận đùng đùng, gớm tay theo dệt, ra lòng trêu ngươi, chồng tao nào phải như ai. Việc này hẳn miệng những người thị phi, vội vàng xuống lệnh gia uy, đứa thì vả miệng, còn đứa thì bẻ răng. Thế mà quý vị thấy kinh không? Chỉ có nói hơi chút xíu thôi là có thể là bị vả miệng, hay là nặng hơn nữa là bị bẻ răng. Cho nên hoạn thư đã phạt người hầu đến mức độ đó. Tiếp theo là trong ngoài kín mít như bưng, nào ai còn dám nói năng một lời. Buồng đào khuya sớm thảnh thơi, ra vào một mực nói cười như không. Đó, đó mới là thể hiện cái sự mà thâm hiểm của hoạn thư nó như thế nào. Tuy là thấy chồng mình coi như là đi tằng tịu lăng loàn với những người khác, những người khác thì không đúng, mà đặc biệt là nói đến vấn đề Thúy Kiều, mà còn có giữ được một cái tâm tính bình tĩnh như vậy. Đó, rất là bình tĩnh để mà bưng bít tất cả mọi đường, ngay như những người hầu trong gia đình cũng không cho nhắc đến. Thì mới thấy là cái cô tiểu thư nhà họ Hoạn có một cái đầu óc có thể nói là tính toán mưu lược, có thể nói là thâm hiểm, không thể nói là thâm thúy nữa, mà là phải dùng cái từ thâm hiểm như thế nào. Quý vị sẽ xem tiếp là đoạn sau, khi tôi nói đến coi như là trực tiếp hoạn thư bày mưu tính kế, và có thể nói đến cái đoạn mà coi như là trực tiếp coi như là sát phạt cả hai người cùng một lúc, tức là Thúc Sinh và Thúy Kiều đó, sát phạt cả hai người cùng một lúc trên cái bàn tiệc rượu như thế nào, thì quý vị sẽ theo dõi tiếp cái phần sau, cái video ngay sau đây.